thân. Oxin cấp cao. Lúc nào chị cũng nghĩ nó vậy hết rồi. Còn chi nhiều vòng cấp nữa. Oxin cấp cao của cô dâu còn. Ồ, trà sữa hả? Chứ không phải là coffee. Đói mày. Ừ. Chà hoặc là em nước hoặc là đen cái nào mày? Cái nào được hả? Cái nào cũng được. Chị uống giọt sữa. Tất cả các ly đều giống nhau. Cái ly này nó đẹp đẹp ta còn. Ê ê ê, ba đứa make up owner đang ở đây hết. Ờ, nhưng mà mày chưa make up. Chưa make mày nữa. Ủa, mày make up nhạt nhẽo. Nợ 100 ngàn ngày hôm qua. Con Việt Kiều nghèo khổ, đi tới nơi không có tiền trả xe Grab, phải mượn của anh ta 100 ngàn. Có ngày vay mượn. Thì bởi hai bà mua hai cái váy mặc đám cưới của em với con gái của mình mà mặc hai cái váy giống như hai bà Nguyễn Phương Hằng bước vô vậy. Tài nữ danh nhân sắp lao vào chiến trường. Áo dài này của mẹ. Áo dài này của Trang mà. Áo dài của mẹ ở bên kia. Okay. Áo dài của mẹ là lồng lộn màu vàng. Trời ơi, hai cái này quá lồng lộn luôn. Anh thấy cái này mặc mới là hợp với lại cái kiểu mà đi đám cưới đúng không? Thay vì những cái váy Nguyễn Phương Hằng đúng không? Cứ nói chuyện thoải mái đi. Những cái khúc mà mình nói chuyện ra mà là mấy ảnh chắc là sẽ cắt ra. Chắc luôn, chắc ghét rồi. Yeah. Trên cây rồi, trên cây. Của bạn nè, mình mới là. Nghe chị em được chưa? Thôi không ấy, mình bưng mấy anh bưng quả được không cho đỡ phân vân. Mình bưng mấy anh, không thì kêu mấy anh bưng mình rồi bưng mâm luôn. Hợp lý quá nhờ. 8 năm nay là tao đã chịu đựng rất nhiều thứ, ok. Bây giờ là phải trả thù cho cô dâu nha mấy em. Sao đổi rẻ với cô dâu, 8 năm mà đổi con. Quá rẻ luôn á, anh còn phải đẻ cho nó nữa. Vẽ gì, ai cũng biết ngủ nướng rồi. Ủa cái băng đô của con đâu? Cái băng đô của con đã trang điểm đâu? Trời ơi. Mà cái gì tùm lum tá lạ vậy? Má, chân vòi hả má? Anh cao, ok. Còn xuống dưới chân hết. Ủa chị chưa xong luôn nè. Cao thế. À ok chị. Bên con trai mới là đông á, dư rất nhiều luôn. Chị vẫn không có bạn. Ê, người ta là thằng duy nhất ở chỗ này. Tự hào mày. Wow. Ê, nhắc nhở đúng nha. Tất cả đều là BD. Ủa gì hả? Tất cả đàn trai này có chị bị cười thật nha. Mày chơi đây nè. Ừ, tôi rất là hút những cái năng lượng BD vô luôn á. Tất cả các bạn đều là BD. Ô Minh. Quên mặt. Mình cố gắng chồng tao thẳng nha tụi bay. Mình cố gắng. Không biết được đâu em. Nhiều khi nhiều thằng nó chỗ bóng trễ đó. Nhưng mà lấy xong rồi nó bé đó. Nhưng mà that's ok, chỗ thì cứ chỗ thôi. Chị có thể tự sống một mình. Em chỉ cho chị check rồi đếm hộp á chị, đếm bao nhiêu hộp là xong. 1, 2, 4, 5. Dù. Ôi, có người chạy deadline nè. Ủa sao có cái tên ở đây vậy? Em chị Hương, giống như mấy bệnh nhân ở trong mấy bệnh viện á. Em mẹ cô dâu cười tươi lên, nhưng mà không nhe răng nha. Không hỏi lợi nha. Mày cứ thế đi, ai chuột được. Chà vú mày, chà vú mày. Bự mày. Xê xê tay, xê tay, xê tay. Tìm ở dưới đây nè mấy má, ở dưới đây. Ở dưới hả? Dưới mấy má ơi. Ở dưới đây. Xuống dưới chậu kìa. Ủa ui, dạ. Chậu. Đúng rồi, mọi người nhìn cô dâu thế nào. Mày bán mẹ chứ mày hai cái gì? Hạ xuống. Hơi, lên. Vô là vô. Ủa là mình là vô. Vô là vô. Vô là vô. Vô. Anh em ơi, chị em ơi, lắc bít. Rồi quay cái chân nhạc luôn rồi. Vô, hai, ba. We'll be right back.
chỉ bấm được tầm có cái thẻ. Tôi nói lại anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Gia đình tôi rất là cảm ơn bên gia đình người trai đã đến để rước cho tôi một quả bom. Từ nay cháu sẽ là dâu con của gia đình bên họ Lư. Sắp chào con gái đi rồi. Ủa? Nước mắt rưng rưng, nước mặt rưng rưng vậy. Trời ơi, em đã rưng rưng thiệt. Chết rồi, cô dâu vô chi quá. Đây, cháu mì cho lợn. Hai con. Cố gắng yêu thương lẫn nhau, xong là có liền rồi, xong là vài năm nữa để thêm một đứa em nữa. Nhân dịp bà đi về theo chàng để riêng. Chúc hai em vững vàng nha, làm việc thành công. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Sinh con để cái nhiều lên. Mồ hôi đầm đìa tội nghiệp dễ sợ. Đúng rồi, nhìn nhau. Ây dạ, ôi trời. Một chào nè. Đứng em, đứng em lấy lì xì, lấy lì xì. Đứng em lấy lì xì, giống stripper quá. Nhi vũ, nhi vũ, nhi vũ. Chu đáo và rất là đỏ. Tất cả mọi thứ đều đỏ. Một vibe khác hẳn bên nhà cô dâu. Ok em á. Yeah. Nó bị cái dây nó bị mắc anh ơi. Dạ con cảm ơn bà. Hai cháu trăm năm hạnh phúc. Thầy tao chào, tao chào cô bà vợ. Dạ, trăm năm hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn cô trưởng. Cô chế, con cảm ơn cô trưởng. Từ lúc quen em tới giờ, anh chưa bao giờ hối hận. Mình đã trải qua rất nhiều kỷ niệm. Vui có, buồn có, giận có, đánh nhau cũng có. Nhưng anh chỉ nhớ những kỷ niệm chúng ta cùng nhau đi du lịch, gặp bạn bè, gia đình, cùng nhau nấu ăn. Những kỷ niệm vui của chúng ta. Và rồi, mình có con heo thúi Liam. Một thành viên mới trong gia đình chúng ta đã làm thay đổi anh. Từ khi tôi có nó, anh luôn nghĩ về nó, nên nhiều khi anh đối xử chưa tốt với em, anh hay cáu gắt với em, anh không
lãng mạn với em. Anh không biết nói những lời ngọt ngào cho em vui, nhưng anh không biết lúc nào em buồn, lúc nào em vui để cùng em chia sẻ. Mà anh hứa sẽ thay đổi vì em, vì con chúng ta. Anh hứa sẽ trở thành một người đàn ông tốt, một chỗ dựa vững chắc cho em. Anh hứa sẽ cho em và Lia một cuộc sống sung túc. Và cảm ơn em đã ở bên anh. Cảm ơn em đã ở bên anh suốt thời gian qua. Anh yêu em. Chồng yêu. Thì hôm nay là em đã được chính thức gọi anh là chồng. Mặc dù là hai đứa mình đã quen nhau và đã kết hôn được 8 năm rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta mới chính thức là em mới cảm thấy là chúng ta trở thành vợ chồng. Thì cái lời đầu tiên á, em muốn cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương em và yêu thương tất cả những cái gì mà thuộc về em. Em biết là có những cái lúc em rất là quá đáng và em làm cho anh buồn, thì em cảm ơn anh đã luôn luôn bỏ qua và yêu thương em. Em muốn cảm ơn anh vì 8 năm vừa qua thì những cái kỷ niệm đẹp của chúng ta, có lúc đánh nhau, có lúc yêu thương, có lúc vui, có lúc buồn, nhưng mà những cái kỷ niệm đó nó đều rất là đáng để trân trọng. Và em cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã là người cha tốt của Liam và cùng em xây dựng gia đình nhỏ của chúng ta. Có Mason, có Luna, có Liam, có gia đình hai bên. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương mẹ của em, chị của em và tất cả những thứ thuộc về em. Thì em mong là những năm tháng sau này á, chúng ta cũng vẫn luôn yêu thương nhau giống như vậy, lúc nào cũng nhớ về những cái kỷ niệm đẹp và luôn nhìn thấy cái mặt tốt của nhau và lúc nào cũng hỗ trợ nhau, luôn cố gắng support những tất cả những cái quyết định mà hai người quyết định, để chúng ta luôn là cái chỗ dựa vững chắc cho nhau. Mình ơn bà con rất nhiều. Nếu mà chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc thì thường là cũng nói
Cường chỉ mong hai bạn sống vui vẻ, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ cuộc sống, những khó khăn và hạnh phúc trong cuộc sống, và đặc biệt là cùng nhau dành hết tình cảm yêu thương chăm sóc cho bé Liam để có một tương lai thật là hạnh phúc. Cảm ơn hai bạn. Mình rất là vui và mình rất là hạnh phúc khi có mặt ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng cho một tràng pháo tay cho tiệc cưới rất là hạnh phúc giữa cô dâu và chú rể hôm nay. Cô dâu Hiền Huy và chú rể tốt đời. Cường cũng không biết là thân không nhưng mà quen cũng mười mấy 20 năm rồi đó. Người bạn đó tên là Châu và bạn đã bay một quãng đường rất là dài. Hai đứa vừa tốt nghiệp xong ra trường chưa có tương lai gì hết, rất nghèo, vẫn còn chưa biết cơ hội việc làm ở Mỹ như thế nào. Thằng đây phải nói bây giờ nghĩ lại lúc đó là lúc sâu thẳm nhất, hai đứa rất là mệt mỏi. Nhưng mà người ta nói sao các bạn? Đó là nếu như ở nơi nào ở vực thẳm á thì con đường duy nhất mình có thể đi tới đó là đi lên, và thật sự đó là như vậy. Và mình nghĩ là đó là khoảnh khắc mà My gặp nơi đúng và đúng người đúng thời điểm. Đó là lý do mà tại sao mọi sự đến rất là thuận lợi đối với My và Lợi. Và sau mà khi My gặp nơi đó, My có chia sẻ cách kiếm người yêu cho Châu. Đó là khi mà mình gặp đúng người đó, mọi thứ đến với mình nó giống như là ăn cơm gì đó, nhẹ nhàng, thoải mái. Và theo Châu nghĩ thì nếu mà ăn cơm ấy, ăn hỏi cũng chán đúng không? Đúng, đúng. À, chán thôi thì phải làm sao? Ăn phở. Không phải ăn phở nhé các em. Thì Châu nghĩ đó là giống như là thông thường nhé, đó là Châu nghĩ nha. Mọi người á cần được nhắc nhở là tại thời điểm hiện tại của chúng ta bây giờ, chúng ta đang sống trong cái ước mơ ngày xưa của chúng ta, lấy được anh từ yêu ngày xưa, đẻ được đứa con mơ ước, lái xe được chiếc xe mình mơ ước, ở được một nơi mình mơ ước. Nhưng mà theo như một cuốn sách trong đảo ấy, không có ai nhắc cho mọi người là khi ông chồng mà mình thương yêu ngày xưa là người sẽ cãi nhau với mình cả cuộc đời. Cái chiếc xe mà mình chạy sẽ là chiếc xe hư dưới đường. Ngôi nhà mà mình mơ ước đó là ngôi nhà mình sẽ phải bỏ tiền ra và mình sẽ phải trang trí hàng năm. Đứa con mà mình nghĩ tới sẽ là đứa con mà mình phải chú ý, phải thay tá, phải ăn thờ. Đúng không? Vậy thì làm cách nào để mà mình có thể hạnh phúc thoải mái được đúng không ạ? Nên nếu mà muốn mình hạnh phúc thì chỉ có những nhà của mình khoảng cách rất là nhẹ nhàng như bây giờ. Giống như là vừa rồi, nếu mà mọi người chưa có cơ hội nhìn đi và lời thay đổi, trao nhau lời ước, thì lúc đó là khoảng khắc đi cũng khóc và lời cũng khóc. Và đấy là trong ý, đó là khoảng khắc hai đứa nghĩ tới, hai đứa đang sống trong cái ước mơ hồi xưa. Và đó là cái ước mơ mà Châu với My ngồi đó trong cái đêm tuyết lạnh không nghĩ tới là sẽ được đến bây giờ. Cho nên Châu không có chúc hai bạn hạnh phúc thoải mái. Châu muốn chúc hai đứa. Châu muốn chúc hai bạn là thoải mái sau này trao lời lẫn nhau. Và khi mà Châu nhớ lời của My, khi mà My nói với Lời mà My khóc ấy, lúc mà mọi người chưa tới, My đã sao, My bảo các bạn: cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn anh vì đã yêu mẹ em, yêu chị em, yêu con em. Và đó là khoảnh khắc mà Châu nhận ra đó là con đường tiến tới và tìm đi. Cho nên nếu sau này cách hay nhất mà Lời muốn giữ My bên cạnh ấy, đó là Lời hãy cứ thương yêu những người bên cạnh My. Và Châu cũng là một trong những người My rất là thương. Linh hồn. Cho nên hiện tại thì cảm ơn hai đứa đã cho chị được tham dự vào cách hạnh phúc này của hai đứa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
rất nhiều ạ. Cái trong lời của tôi dùng như thế. Ở những người mà mình xài rồi thì lấy cái con thì xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú bác, ông bà. Xin cảm ơn tất cả gia đình mình ngày hôm nay đã đến chung vui cùng với hai em Lợi và My. Con là Huyền Trang, là chị của cô dâu. Thì thực ra thì gia đình cô dâu cũng khá là đeo người. Và đối với chuyện tình của My và Lợi á, thì thực ra bản thân của con không có chuẩn bị trước cho cái bài phát biểu này. Hai chị em rất là thân nhau. My bao nhiêu tuổi thì hai chị em đã song hành với nhau mấy chục năm. Và có những cái khoảnh khắc là My đã từng tâm sự rằng là em sẽ không sinh con với một người đàn ông mà em không yêu hoặc là không cảm thấy có một sự tin tưởng. Và ngày hôm nay thì bé Hiền ra đời thì thực sự chị với vai trò là một người chị, gia đình chỉ có ba mẹ con thôi. Rất là nhiều cảm xúc trong ngày hôm nay thì anh chị cũng như mẹ thì chúc tụi em đó là cuộc sống nó sẽ còn rất là lâu dài. Mình hãy luôn nhìn vào cái điều tích cực và nhìn vào cái lý do tại sao mình đã lựa chọn nhau. Cùng nhau chân cứng đá mềm, nhường nhịn nhau ha, yêu thương nhau ha. Thì chú rể sẽ dùng tay của mình để mà sờ một lượt.
mình tổng cộng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người ạ. Thứ hai nha. Dạ, sờ mua bằng tay, dạ, mình nắm bằng tay cho em nha, mình nắm bằng tay lại cho em nha. Rồi, người cuối cùng ạ. Rồi, ok, như vậy là mình đã xong được một lượt đầu tiên. Phải không ạ? Theo xíu đi nha, theo xíu nữa nha. Lần thứ 5 ạ. Rồi, đúng mùa luôn ạ. Rồi, thử đi ạ. Phải không ạ? Thôi thôi, không chú rể. Dạ rồi, con xin mời hai bạn nữ hãy cùng bóp đi ạ. Lần bóp đầu em thuộc vào chú rể. Bóp đi ạ. Bóp đi ạ, chính xác. Bóp đi ạ, bóp đi ạ. Bóp đi ạ. Một chiếc lực bóp quen thuộc vào chú rể. Luôn luôn được cảm nhận hàng ngày ạ. Lúc chúc mừng cho chú rể và cô dâu ạ. Anh cô. Trời hay quá nè.